Hello everybody. Okay, now we learn the new word first in unit 20. Grab. Grab. Which is noun. Cauliflower. Cauliflower. Which is noun. Flower. Flower. Which is noun. Spring onion. Spring onion. Which is noun. Red pepper. Red pepper. Which is noun. Cashew nut. Cashew nut. Which is noun. Soy sauce, soy sauce, that pigeon noun. Recipe, recipe, that pigeon noun. Ingredient, ingredient, that pigeon noun. Hello everybody. Okay, now we learn our lesson. Unit 20. Foreigners for dinner. Foreigner nghe chân bò tê. Nghe chân bò tê. ហើយហាពេលល្ងាចនៅក្នុងមេរៀននេះគឺលោកគ្រូបានថតវីដេអូអានបញ្យល់បទប្រែពីទំព័រទី1នៃមេរៀនទី20រួចដល់ចុងបញ្ចប់នៃទំព័រក្នុងមេរៀនទី21នេះវីដេអូនេះគឺបង្កើតឡើងសម្រាប់ជួយបងប្អូនពង្រឹងអូដែលរៀនខ្សោយបងអាចមើលវីដេអូលោកគ្រូនៅផ្ទះ discussing requests and buying food at the market. Countable noun hay nâng uncountable noun nâng dôl ẩm bì ca prao bì much hay nâng many cần để chụp bạc thêm thịt. តើយើងប្រើម៉ាច់នៅពេលណាយើងប្រើមេនីនៅពេលណាហើយយើងប្រើសំនៅពេលណាយើងប្រើអេនីនៅពេលណានៅក្នុងមេរៀននេះបងនឹងយល់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតអូខេតោះយើងចាប់ផ្ដើមរៀនមេរៀនយើងតែម្ដង Unit 20 Foreigners for dinners at the market not outside. Hien and her mother are at the market. Hiếng hay nâng bật đai rồi bỏ niếng Now outside. How many different types of fruit can you see? Ta nè ai khơi, can you see? Thái thái nó cứ prophet. Mình là prophet này ply chơ. Ta nè ai khơi, prophet này ply chơ, khó ply cái này bằng màn. Trên bộn mơ picture rồi phiếp ní. Mình banana, mình apple, mình grab. Nhé. Bộn mơ mình Okay, listen to him and her mother. Stop to him hay nâng mặt ai rồi bọt niềm. Does him mother buy fish? Ta mặt ai rồi bọt niềm. Tình trai rứ. What are the food and drink do they talk about? Ta bố kê nì dây ổng quý. Food mà hộp hay nâng phê chạy. Ta tây tiết ở quanh khoảng. Nhưng ấy dừng bọn do they talk about hay bằng bọn food. Food hay bằng bọn drink hay bằng other hay what. Ok, now listen to the recording. Tape script 7.20.1. I'm not sure what we need. Can you remember what we have in the cupboards at home, Hing? Sorry, Mom, I forget. I know we don't have any fruit. Should we buy some apples? Yes, that's a good idea. We don't have many oranges at home, so we should also buy some oranges. Oh, and we don't have much orange juice, so buy some orange juice for your father. Do we need any milk? How much milk do we have? We don't have much milk in the fridge. Okay, buy some milk, but don't buy too much milk because it's heavy. What about coffee? Is there any coffee in the coffee jar? No, Mom. There isn't any coffee in the jar. Should we buy some? Yes, buy some coffee. Oh, do we need any potatoes? I think so, Mom. We don't have many potatoes at home. This tomato look really fresh. How many tomatoes do we have at home here? We don't have any tomatoes. So we need to buy some. Do we have any onions? Oh, I forget. I'm not sure how many onions we have. I don't need any now. I can buy onions tomorrow.
Do we need any meat, Mom? Oh, yes, of course. I nearly forgot. Can you remember how much meat there is in the fridge? There isn't much meat in the fridge. I think there is some pork, but there isn't any beef or chicken. Okay, we should buy some beef, but don't buy any chicken. I don't need much chicken until the weekend. I will buy fresh chicken on Friday. I think that's all we need, Mom. Yes, let's buy what we need now. If you've forgotten anything, I will come back tomorrow. Okay, Mom. Okay, tap on I stop Bante. Can you listen Ian and her mother are speaking or are talking about the fruit at the shop? Okay. Listen again and complete the sentences. Chẳng phụ ai đập mà xa tiết được luôn ái hãy bụng bênh trần lọc đi. 1. We don't have any oranges at home. Dưới mình miến lại cổ trạch tên ở tiền. House. Ta lại nói dân bà hào mái chứ đừng có hào ấy. Do we have? Ta dân miên tật đọc cố phần mạng. Thế nghe, hào mái chứ đừng có hào mình. We don't have. Ta lại nói dân bà sắm rồi gọi any potato at home. I'm not sure how. How much rồi how many onion này. Bởi onion rõ bà. We have. There isn't. Ta dân bà any rồi gọi sắm. Meat in the fridge. I don't need some rồi gọi any chicken until the weekend. Countable and uncountable noun. Niềm rõ bán hay nâng niềm rõ bán bán. We can put a number in front of countable noun. Dương ai đã chùm luôn mùi. Nâu bị mục niềm rõ bán. But có vấn tái dương mình ai đã chùm luôn nâu bị mục chùm luôn. Nâu bị mục niềm rõ bán bán thì. Chưa tí hó. We can say. Dương ai dây thá 2 apple, 3 potato, 20 fruit. Dương ai dây thá 2 apple, 5 pomfie, 3 potato, đồng lông bà răng bay, 20 fruit, mật phẹo một phẩy nẹ. But we can't say, có bản tác dương ai dây thá 2 waters, 4 meat, 200 money. Dương dương mình ai bà tế. Để sao vì chỉ niềm uncountable noun. We cannot count them. Dương mình ai rộp phụ việc bàn tế. Để chứ dương hào về thai chi ấy. Uncountable noun. Uncountable. Vì phụ việc mình ai rộp bàn. Trước nốt nông trình lọt lý. Bọn ai đọc xa lời huynh tớ. Ta bảo vệ xăm rồi gọi bảo vệ mạch rồi gọi bảo vệ ND ấy. Much. And many. Bị mạch nó cứ tràn. Mạch nó mình là bài cho mùi niêm rộp mình bán. Many cứ dân bài cho mùi niêm rộp bán. Bị bì nó dân bọt là tràn. Tràn. Khóc trong thai ở mùi countable noun. Many ní countable noun. Mạch ní cứ uncountable noun. Look at the list of noun. Cứ lên mơ bình chi này niềm. Rứa ta răng này niềm nâng. Are they countable or uncountable? Tao phụ bia rọc bán, rứa có rọc mình bán. Put the word into two groups. Đặt bia nó không group bì. Hai sơ xê bình chí. Ta ràng nâng, hai nâng khắc buôn nó không nốt buộc bán nè. Chân thập ôn thời trăm tha countable, niềm rọc bán, viên miên tùm rống. Bỏ viên miên F-E-A chân thập. Có vấn đề uncountable cứ niềm nâng ẩn miên tùm rộng xế, cao phí tùm rộng đa mô hệ tế. Tụi bây vị trang dần nào cả đó, cứ tùm rộng với ẩn miên tùm rộng cái hào tha plural form thế. Cứ vị trí singular form rộng. Chứ water tật. Lại nít khi ông xong mình chạy tha niềm rộng mình bán, cứ xong đào tê lơ lại cả nạ xa rồi thiết. Chỉ lại cả nạ xa rồi thiết. Chịu vật thổ riêu, rứa cơ chiều vầy vầy đầy tràn bê lạc ấy giống dương rõ bản bản. Rứa cơ vầy đầy dương mơ ạc khơi đến cái chặt tục thai vì trình niếm
rộng ở bàn đài. Đi chỉ biết water, water nên cứ tật rộng ở bàn. Coffee, rộng ở bàn. Apple rộng bàn, phần như miền é. Oranges, rộng bàn. Juice, tật lai chơn rộng ở bàn. Milk, rộng ở bàn. Potato, đồng lông bà răng rộng bàn. Tomato, tomato nó cứ bị bọc rộp bàn. Mít nó sạch rộp bật bàn. Beef sạch cố rộp bật bàn. Pork sạch chuột rộp bật bàn. Chicken rộp bật bàn. Rye rộp bật bàn. Sugar rộp bật bàn. Banana rộp bàn. Chẳng có ôn sừng kết mơ tớ lạc cả nạn niềm rộp bật bàn. Tùm rộng viết cứ khu miên e, i, e, e, e. Có bật tay chẳng có niềm rộp bàn. Ôn mơ tùm rộng viết cứ miên plural form. Chẳng how many ní bọn mang dương prai cho mỗi niềm rộp bàn. How many apple, how many oranges, how many potatoes, how many tomatoes. Có bọn tay bị how much chẳng dương prai cho mỗi niềm rộp bàn. How much water, how much coffee, how much juice, how much milk. Đấy chẳng mà chẳng ca pra bị how many, how much cứ bọn dô lấy. Nhưng riêng tặng là tìm bày mà đó hai đá. Tìm bày tìm bày nữa. Complete the much many rule. Bấm bánh các buồn. Bị much, bị many, hai sự xế viên ở trong sự phô rồi bọn nè. Rule các buồn viết cứ we use many. Dương pra many chỉ mỗi countable noun. Dương sự xế mà countable noun. How many apple are there? Ta miên ply form bằng bằng. Xong bây đập bị are there. Nó cứ dương pra tùm rộng phô giả đại bùi rộp bàn. We use much with uncountable noun. How much meat is there? Chẳng is there. Tụi bây vi chẳng nhận na cả đó vi rõ bật bán nhưng pra is there. Đấy. Some and any. Biết some nó cứ khlắc. Any nó cứ khlắc. Some nó cứ khlắc. Any nó khlắc. Mình đây thà some nó pra. Some hay nó any nó pra chỉ mùi niêm rõ bán rõ bật bán. Biết nó ra ban từng pi còn đặt thắt khóc bị vô à mũi bị vô sọc à mũi bị vô thùng lúa nên bạn sai chứng sám tu tới dương ra bị vô sọc hay nên lệ cận nặng sùng lồng bố request offer nữa any nên cứ dương ra không lồng bị vô bạn sai negative hay nên question underline the correct word cú vần toát bị cầm pi nó không lồng bị vô ni mũi ni mũi write complete sentences in your notebook. Số xế, bà dục, ở bên lĩnh, lọc nóng, notebook rồi bà nè. Do we have, ta dương miền, chân bà dục nó xùm lùi, chân dương do bia án, xăm, dương mơ xăm hay án đi gọi lại, ní cứ bà dục xùm lùi, chân dương do bia ấy. Do we have, ta dương miền, any fruit? Ok, buy some milk, bà dục sọp chân ấy, no man, there isn't any coffee in the jar. We don't have any potato. Do we have any onion? I think there is some pork, but there isn't any beef. Complete some and any. Bấm bình bịa some and any. Hai nâng sửa xế nâng nông notebook rồi bọt nẹt. We use some and any. Dương pra bịa some and any chỉ môi nâng niềm rọt bán. Hai nâng niếm rộng một bàn. We normally use dương chỉ thông mà đá pra some in positive sentence. We have some tomatoes. Dương miên bình bọc là. We normally use dương chỉ thông mà đá pra any in negative sentences and questions. We don't have any tomatoes. Dương mình miên bình bọc là thì. Do we have any tomatoes? Ta dương miên bình bọc là rứ. When Hiên and her mother went shopping. Nếu bê đã Hiên hay nâng mà đài rồi bằng riêng bàn tự tình ý bán. They forgot to take the shopping list. Phụ quạt ứng bàn plate do bình chí tình ý bán. Look at the picture and write down what they have bought. Cô lệ mơ rụ phiếp hai nâng cọt trà ở vầy đài phụ quạt bàn tình. Bọt nó một biệt bài là nó kì xe kì present perfect nhé. Compare your list. Priệp thiếp bình chi tà ràng bọn nhé.
tâu nâng bình chi tay nhảy văn rồi bỏ hiếng. What did they forget to buy? Ta bộ quát click tay nhảy văn. Write five sentences. Sơ xê bởi dụng prám đòi đi dây thá ở quay đẹp phụ quát bản tình. Hai ở quay đẹp phụ quát click tình. Forgot. Nói kì xê cho tùm rung ở tay đẹp cá. Forgot. Tùm rung viết cứ forget. Infinitive viết bài form viên á. Example. They bought some apple, but they forgot to buy any carrot. Đang đấy. Chứng phụ mơ đi shopping list. Apple, milk, tea, coffee, banana, potato, oranges, carrot, grapes, cauliflower. Cauliflower nó spray á. Chicken, egg, sugar, oranges. Và chứng phụ mơ càng cao hôm tâm đó. Yesterday I had make a list of everything. Bằng cát bình chi này vầy vầy muối. Thế nè bàn nhám hai lần thật. Ta biết mật sọ mình. Now work in pair. I love thua ca chỉ cú. Ask and say what you add and drank. Su hai lần giấy ở vầy để nè bàn nhám hai lần thật. Don't forget to use the quantifier complete prior quantifier ពាក្យបញ្ជាក់ពីចំនួនពីមេរៀនមានពាក្យ much many some ឬក៏ any អញ្ចឹងពាក្យនេះគឺជា quantifier ពាក្យដែលបញ្ជាក់ពីចំនួនបរិមាណ I ate some rice and drank some water. No, I didn't drink any soda. Did you eat any beef? Yes, I ate some beef. Did you drink any soda? The recipe. Recipe nó cứ có buồn phơ mà hộ. Hiếng and her mother checked what in their chicken cupboard. Hiếng hay nâng bàn ai là bọn liếng bị nợt mơ ở vấy đài miên lọc nóng tủ tẹp bái rồi bọc cụ kề bọc cụ quản cupboard là nâng á. Why are Hiang and her mother looking in the cupboard? Hai rồi với Hiang hai nâng bà đai rồi bọn liếng cầm bông cổ lệch mớ nó có nông tù. Recipe Japanese chicken and katsu nut. Muan chupon hai nâng crop xoay chẳng tì. Three large piece of chicken. Trong dây tha bay chùm lật thông thông sạch muan bay chùm lật thông thông. Little flower, cá thịt túi ở sông tốt mà sau thịt túi spring onion, tâm bà răng tỷ bấy tâm bà răng spring onion kia nữa. Hay nâng one onion, hay nâng red pepper. Ingredient, cương xong ý cứ ập chú chili mà tê tỷ bấy crop xoay chẳng tỷ bấy xoay sốt thực xíu thịt túi hay nâng score thịt túi. Okay, now listen and read. What kind of food do they talk about? Do they have a lot of sugar? Okay, top one jumps up in my knee. Tape script 7.20.2. Miss Akina, the Japanese health worker, is coming to the dinner tonight, and I want to cook something special for her. I'm going to cook Japanese chicken with the cashew nuts. I have the recipe here. I will read out the ingredients and you can check to see if we have them. Okay, Mom. First, we need some chicken. Do we have any chicken in the fridge? No, Mom. There isn't any. Okay, we need to buy a chicken. We also need some flour. Do we have any flour? There's some in the jar, but not much. I only need a little. But I think we should buy some flour. And we need a few spring onions. That's okay, because we have some in the fridge. Oh, they aren't very good. Buy a few fresh spring onions. I only want to use fresh ingredients. We also need some chilies. Do we have any chilies? No, Mom. We haven't got any chilies. How many chilies do you need? Just a few, three or four. I also need some cashew nuts. How much do cashew nuts cost? Oh, they are expensive. How many do you need, Mom? I don't need a lot.
just a few. We should buy a small packet of the cashew nuts, and we need some soy sauce. Oh, we only have a little soy sauce in the cupboard. We should buy a bottle. Anything else? We need a little sugar. No problem, ma'am. We have lots of sugar. Look, there's a kilo packet here in the cupboard. Oh, that's good. And finally, we need a red pepper. You should buy a few because they aren't expensive. Oh, and don't forget to write down the cost of each item. Okay, Mom. I'll get my shopping basket and meet you outside. Good girl. Trước hôm bên to thì con đập ta con ai tập bàn thế. Cái lại ní được lưu mấy bọ tha tâm bà răng. Ta bất spring onion cứ dương bọ ra slắc tâm. Spring onion nữa nha. Slắc tâm. Slắc tâm bị bay nha. Nói con mơ ní được lưu bọ prai con đập. Miss Akina. The Japanese health worker nẹ thuê ca sọc hiếp chân chết chụp phần. Nâng mô hô bà hà phê là nghĩa chụm này. Hai khi nhóm lần, hai khi nhóm chọn chụm ăn ở quầy váy đã bị xét xâm lập nhé. Khi nhóm lần chụm ăn là một mô hô môn Japanese chicken chỉ môi nâng crop xoay chẳng tìm. Khi nhóm miên là rụp bổ môn thơ nè. Nè là mặt trên giấy nữa nha. Khi nhóm lần ăn crương xong hai nè nâng cọt ở phía nước mơ là mây mơ thả tá dương miên phụ vi ẩm chẳng là mạng hay cô nâng còn gì thì có đó hiện ra ok mầm ok mạng first number 4 dương trao ca mòn khlạch ta dương miên sạch mòn khlạch tế nộp nông tú hiện ca nô mầm miên thêm mạng mình miên khlạch tế ok dương trao tên nhà mòn muối chicken hóa dương miên mà sau khlạch hai ta dương miên mà sao khá tế miên khá nông nông cổ lọ có bằng tay mình trả lời thế khi nhóm trâu ca bằng tích bằng nông có bằng tay nhóm kết tha dương cua được tinh mà sao khá tế hai dương trâu ca thuật tâm bị bày spring onion that's ok no ok vì bước dương miên là khá hay nông nông tu ồ mình phụ biết mình lọ thế tên nhà à sạc tâm sọc sọc bị bay mất fresh nó cứ sọc I only want nhóm trong prai à kêu xong mà sọc sọc ingredient nó kêu xong dưới trâu ca mật tê khla ta dương miên mật tê khla thế nấu mắm miên tê dưới mình miên mật tê khla thế ta nhẹ trâu ca mật tê phần mắm how many chili no mầm miền tê mạng a jazz of shoe còn tập bị bày tê 3 or 4 bày rứa cậu buồn I also need chống trâu ca crop xoay chân tí khóa đá ta crop xoay chân tí nằm lại phần màn đá ồ phụ ít lại ta chẳng gì ra ta mạng trâu ca phần màn khi ông ra mạng còn dễ cái thang khi ông trao ca mình trao thì còn là bị bày thì dưỡng cua là tinh crop xoay chẳng tim mà cần chọc tôi mất phải khít đến cần chọc hơi dưỡng trao ca tật sĩ yêu lại ồ dưỡng miên là tật sĩ yêu tình tuổi hai nó còn lòng tu khắp bận dưỡng cua là tinh mới đỏ anything else miên là bài xe tế tế we need a little sugar dưỡng trao ca có so khỏi no problem mạng, ọt bánh hà tế mạng. Nhưng miên score so tràn hỏi mơ ạ. Miên score so một cái lô, một cái chọc ạ. Một tí nữa nó có lòng tù. Ồ, đẹp cốt lọ. Hay chỉ trong cái đó, dương trao ca red pepper. Red pepper. Red nó cứ miên là có hôm pepper nó mở rịch. Bần tay chỉ chú mua bần lai mà giang. Như nào red pepper, bần lai. Tao bài phía phốn á. You should buy nè cua đặt tên nhà khá mò bị bay mò bị bố bố với mình thay tiền ồ, cũng lấy chá sở xe có tra đồng lại nây mục tùm lên mùi mùi phòng item ok mà I'll get my shopping basket nhóm lần dọc à lại tên nhảy bàn bọc nhóm hai nâng chuộc nè lâu càng cao good girl
shopping basket để dùng tập tay giày vàng rồi còn dùng cho xa thành lớp để nâng được chạy được là ai rồi còn là ai dùng định việc để dùng tập cho xa thành lớp rồi còn trọn cái dùng đa nhân hay đa tinh đạn nó mùi nhớ hà năng dùng hàng ra shopping basket chứng person on đập cả bỏ prai ruột ở toán của đại bờ xa lòng mình chứng phụ mới unscramble the letter to make the correct words. Unscramble the letter and write them of food. And this is the flower of sound. And this is the onion. Nhưng hào tha. And this is spring onion. That's like tâm đàm tâm nó là spring onion. And this is cái chili. And this is cái cashew nut. And this is red pepper. Nè, được bằng lại mà dạng bài chụp bón đi hạ á cái hào tha mà tê. Có hôm rồi mà tê cloud nó là đang dừng hào tha red pepper được dừng bọt lại đi mà những red pepper nó chứ red pepper nó cứ nhẹ được cái hào tha được spay đấy là được mà tê cloud có hôm thùng thùng lắm bởi dừng bọt thì tê pepper nó cứ mà đấy còn ta red pepper nó cứ nhẹ mà rụt tiếp ổn thế chứ listen check and repeat. Chúng con mình chăm bạch đọc thế để xa về vị vị bày ấy. Anh ấy cứ flowers, spring onion, chili, cashew nut, red pepper. It's true or false? But recommend but read the conversation again, mark the statement. Mình đã xin nhà ví dụ, nó là sò thi, nó là true, áo nó cứ false. Write the answer in your notebook. Chúng phụ này mơ ạ bọt khẳng lớn lắm. Hãy mơ mơ ta mùi nào true, mùi nào false. A little and a few. A little nó cứ tích tuột. A few nó cứ bị bày. We use a little. Dương pra bị a little chỉ mùi niếm rộp ở bàn. Uncountable noun. Chứng niếm rộp ở bàn dương pra bị a little. We use a few. Dương prapi a few chứ mùi niếm rọc bàn. Chẳng hết. Little mình nên thả tích tuột. A few mình nên thả bì bày. Chẳng hết. Example. We need a little sugar. Dương trao ca sko so tích tuột. Sugar nó bị chỉ uncountable. We need a few red pepper. Dương trao ca mật tê flau phô gra hóng bì bày. Pepper cứ countable rọc bàn. Use a little and a few. Prapi a little hay a few. Đồng bài bổng bánh bổ dụng. Write the answer in your notebook. So say, chồng lái nộp nóng notebook rồi bỏ nè. You should write complete sentences. Chẳng bổn mơ. Cái này dân bổng bánh bị a few. Cái này dân bổng bánh bị a little. Chẳng bổn thầy chăm tha a few ní dân prai cho mùi niếm rọc bàn. Anh em rộp bán chỉ từ tao dân mơ tao khơi những cái khơi miên tùm rộng ác nào càng trong biển năng. Bà xanh, a little cứ ở thế, niêm rộp bạch bán, tùm rộng cái cứ đặt đại. If you are going to the market, please buy a few potato. Potato ấy. I have a few eggs. Ôn mơ khơi egg ạ, miền ác chắc nhưng bà bị a few. Would you like an omelette? Omelette à bông dưỡng chiên từng mũ dưỡng hào thật omelette. I'm very thirsty khi ông sợi tật because I only drank a little water. Khi water vì ở miền ác dưỡng nhưng bà a little. I don't like the coffee so I only drank a little. I was very hungry. I wasn't very hungry so I only ate a little rice for my lunch today. I had a little money, so I bought a few oranges for my friend. Chẳng bật sân bồn là bật toàn ấy bồn ai mơ cụ bọc rai lòng với nhé. Cambodian chicken curry, mình là xâm lo curry, sạch muôn, không ai. Ask and answer question about the ingredient for Cambodian chicken curry. Suối nước chai sầm lúa ẩm pi kêu sống sầm lo cà ri sạch món khmer. Student A, ôn mơ là tầm pòn này. Student B, ôn mơ tầm pòn này.
chẳng để xa lục rù thọt chì video chẳng còn thể án bỏ prai con dô lục nó và instruction nó cứ ca nè lo ca prap nè look at the ingredient cổ lệ mơ cường xóm xâm rạp xâm lo cơ rí sạch mòn khả mại you have all the ingredient nè miên cường xóm để ọ có bần tái khlắc nơi bạc đàm án cứ bia ọt miền use how many how much to ask your partner for the quantity nó bạc đàm án chùm lúa đó how much fresh ginger do we need tới dân trâu cả khi nhây sọc sọc bần mạng ginger nó cứ khi nhây chẳng bốn tờ trăm tha niêm rộ bạc bán cứ dân bạc hào mai chứ bởi niêm rộ bán cứ hào mình đi we need a little fresh ginger hãy bốn thời trăm tiết bị ở phiêu dương prai chủ mùi niêm rõ bán a little dương prai chủ mùi niêm rõ bán bán uncountable how many fresh red chili do we need the meal aha if a foreigner come to your home for dinner what would you cook bà sân chân bọt kê mà nẹ mọc tiếc rồi bọn nẹ xong phô bà hà phê nghĩ ta nẹ năng chùm ăn ở vầy chân bà sân ôn mến ta ôn chùm ăn là hà ấy ôi phụ quạt nhắn ngò mòn nuôi nó chân bà ôn mơ thằng Krom đi listen to the conversation sạp tờ ca sân tình hiếm chân bà ôn sạp ca sân tình hiếm mới this soup is delicious. I'm glad you like it. It's tape script 7.20.4. This soup is delicious. I'm glad you like it. It's the first time I ever cooked Japanese food and it took me a little time to get it right. Would you like more? Just a little, thanks. Thanks. It's lovely. Did you put any salt in it? Yes, I did. Just a little salt and a few peppers. Do you think there's too much salt? Oh no, it's perfect. My mother always adds a little salt. I think it makes it taste a lot better. The recipe said I should also add 6 more onions. But I thought that was too many. So I only added 1. No, you don't need to add many onions. 1 is enough. Is there any chicken left, Mom? Yes, of course. I cooked a lot of chicken because I know how much you like it. How much chicken would you like here? Just a little, please. Is the chicken too spicy, Akina? I only added a few chilies, so it should be okay. It's great. Just like we have in Japan. The cashew nuts taste wonderful. How many cashew nuts did you use? Not too many, just a few. Would you like anything else? There's some fresh fruit here, and we have some ice cream in the fridge. I've eaten too much already. Okay, I'll have a little ice cream, thanks. Hill, would you mind getting the ice cream? There are also some strawberries in the fridge. Bring those too. Okay, Mom. You're very kind. Oh, it's no problem. It's nice to be able to welcome you to our home. End of... chúng bớt sân phôn sạp bật bán phôn ai sạp xa lăng vĩnh bật bọt nó Did Akina enjoy the meal? Ta Akina bình chất ở hà nâng thế What is in the fridge? Ta mình ở vầy khách nộp nông tu tự cọ Fridge Listen again chúng phôn ai sạp mà đo tiết number the sentence in the order in which you hear them How much chicken would you like here? I only add a few chili. Is there any chicken left? Left any but no salt. That means I want no salt right there, mom. Did you put any salt in it? You don't need to add many onion. We have some ice cream in the fridge. Complete the sentences with much, many, some, or any. Bồng bênh bởi dốt chỉ môi biệt much, many, some, rứt có any. 1. You don't need to add
mini onion. Nè mình chăm bạch đi thu nóng chăm bạch rưu và trâu cá. Nè mình chăm bạch mình thán tâm bà răng tràn tê. One is enough. Chẳng phụ ôn môn đặt biệt mạch, biệt mạch, biệt mạch, ôn thờ dựa ra ta biệt mạch. Prai chỉ mỗi niềm ấy kể. Mạch prai chỉ mỗi niềm rộp ẩn bàn. Mạch chỉ mỗi niềm rộp bàn. Sắm hay nâng any niềm rộp bàn cả pra bàn, niềm rộp mạch bàn cả pra bàn. Và sân niềm rộp bàn nhưng thêm ai hay chân tất sắm mạch any. Sắm any khóc trọng theo vì dục xung lúa hay nâng bả sạch tế. Is there? Chẳng any ấy nhé. Is there any chicken left, mom? How much chicken would you like? How many cashew nut did you use? There is some fresh fruit here. There are also some strawberry in the fridge. Chẳng tiện buồn nâng bộ ôn vô chữ bác cứ bụng bệnh nhật khó tề. Thông đá ta vô là chữ bác cứ bệnh khó. Look at the picture and mark the statement true or false. Write the answer in your notebook. Chúng ôn mới ta mùi nào true, mùi nào false, ôn ai say, ôn ai mất. Và chúng mình riêng dân cứ chọc vào nắng. Nó không mình riêng nắng cứ ôn dô pra bị mạch, bị mẹ ní, bị xăm. Nhưng ấy hay nâng dô pra bị a few hay nâng a little. Và bà xong ở con phố bó đại bàn chùm này về với lý mơ video lục rút bị đang hồ đại chọc. Từng cầm tập ôn vô chức bạc ẩm bì ca pra pra. Biệt xăm, biệt en ní, biệt mát, biệt men ní, biệt a little hay nâng biệt a few. Hay nâng vô đăng biệt vầy vầy bản thân tiết nó có nông biệt tìm ở phê này. Chùm rịp rịp con bó tình ọc đi. Goodbye.